Việt Nam. Đây là xe cảnh sát giao thông của Việt Nam. Quốc gia này thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp với Lào, Campuchia, Trung Quốc, Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Dân số của Việt Nam là 97,34 triệu người. Malaysia. Đây là xe cảnh sát tuần tra của Malaysia. Đây là quốc gia quân chủ lập hiến, liên bang nằm tại phía nam của khu vực Đông Nam Á. Dân số năm 2020 của Malaysia là 32,27 triệu người. Indonesia. Đây là xe cảnh sát của Indonesia. Đây là quốc đảo nằm giữa Đông Nam Á và châu Đại Dương, được mệnh danh là xứ sở của bán đảo với 13.487 hòn đảo. Dân số năm 2020 là 273,5 triệu người. Philippines. Các bạn ơi, video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xe cảnh sát của các nước trên thế giới thuộc khu vực châu Á. Để tiếp tục xem video, các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh nhé. Đây là xe cảnh sát của Philippines, quốc đảo xinh đẹp này thuộc khu vực Đông Nam Á và có tới 7.107 hòn đảo. Dân số năm 2020 của Philippines là 109,6 triệu người. China. Đây là xe cảnh sát của Trung Quốc, quốc gia này thuộc khu vực Đông Á và có diện tích lên tới 9.597.000 km2, đứng thứ 3 thế giới sau Nga và Canada. Dân số năm 2020 của Trung Quốc là 1,4 tỷ người. India. Đây là xe cảnh sát của Ấn Độ, quốc gia này thuộc Nam Á và giao tiếp Trung Quốc, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. Dân số năm 2020 của Ấn Độ là 1,38 tỷ người. Bangladesh. Đây là xe cảnh sát tuần tra của Bangladesh, quốc gia này thuộc Nam Á, giáp với Ấn Độ, Myanmar và Vịnh Bengal. Năm 2020, dân số của Bangladesh là 164,7 triệu người. Pakistan. Đây là xe cảnh sát của Pakistan. Đây là một quốc gia ở Nam Á. Pakistan giáp với Afghanistan, Iran, Ấn Độ, Trung Hoa. Dân số năm 2020 của Pakistan là 220,9 triệu người. Taiwan. Đây là xe cảnh sát của Đài Loan. Đảo Đài Loan thuộc vùng phía đông của châu Á. Diện tích của Đài Loan là 36.197 km2, với dân số năm 2020 của Đài Loan là 23,57 triệu người. South Korea. Đây là xe cảnh sát của Hàn Quốc, quốc gia này thuộc khu vực Đông Á và nằm trên bán đảo Triều Tiên. Dân số năm 2020 của Hàn Quốc là 51,78 triệu người. Israel. Đây là xe cảnh sát của Israel, quốc gia này thuộc khu vực Trung Đông, nằm trên bờ biển Đông Nam của Địa Trung Hải và bờ Bắc của Biển Đỏ. Dân số năm 2020 của Israel là 9.217.000 người. Japan. Đây là xe cảnh sát của Nhật Bản. Đây là một quốc đảo thuộc khu vực Đông Á và có tới 6.852 hòn đảo. Tổng diện tích của Nhật Bản là 377.975 km2. Dân số năm 2020 của Nhật Bản là 125,8 triệu người. Singapore. Đây là xe cảnh sát của Singapore. Singapore là một quốc đảo nhỏ với diện tích là 728,6 km2 thuộc vùng Đông Nam Á. Dân số năm 2020 của Singapore là 5.686.000 người. Thailand. Đây là xe cảnh sát của Vương quốc Thái Lan. Quốc gia này thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp với Lào, Myanmar, Campuchia, Malaysia. Dân số năm 2020 của Thái Lan là 69,8 triệu người.
United Arab Emirates. Đây là xe cảnh sát của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quốc gia này thuộc khu vực Tây Á giáp với Ả Rập Xê Út, Qatar và Iran. Dân số năm 2020 là 9,89 triệu người. Các bạn ơi, video này chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu xe cảnh sát của các nước trên thế giới thuộc khu vực châu Á. Bạn thấy ấn tượng với xe cảnh sát của nước nào? Hãy comment ý kiến của mình dưới video nhé. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để đón chờ những video mới hay hơn, hấp dẫn hơn nhé. Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tạm biệt các bạn. Bye bye!